Thưa quý khán giả, một nhóm người yêu thích xe máy điện ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã thực hiện ý tưởng biến pin của chiếc xe máy điện thành máy phát điện di động. Dự án ý nghĩa này có tên là Recharge. Các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khi gặp sự cố mất điện có thể gọi vào đường dây hotline 0905 291 413 của Recharge. Thành viên dự án sẽ nhanh chóng đến nơi bị mất điện và phát điện hoàn toàn miễn phí với bộ sạc của xe máy điện. Quy trình chuyển đổi năng lượng từ pin xe máy điện thành dòng điện có thể sử dụng được cũng khá đơn giản. Chỉ cần có thiết bị chuyên dụng là bộ đổi nguồn kích điện 1000W hay 2000W là đã có thể biến năng lượng từ pin thành nguồn điện 220V, có thể sử dụng cho các thiết bị điện của hộ kinh doanh nhỏ trong nhiều giờ.